kỷ niệm cung hiến đền thờ Laterano. Thời các tông đồ và trong nhiều thế kỷ sau, người ta xây dựng những đền thờ làm nơi các Kitô hữu họp nhau cầu nguyện, chúc tụng Chúa, học hiểu các mầu nhiệm trong đạo, lãnh các bí tích, nhất là tham dự vào hiến tế không đổ máu của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng các nơi hội họp này là mục tiêu phá hủy của các lương nhân, nên các giám mục không hề long trọng thánh hiến theo các lễ nghi đã được thiết định. Việc cung hiến long trọng chỉ bắt đầu dưới triều vua Constantinople Đại Đế. Vị hoàng đế này đã ra luật cho các Kitô hữu được xây cất thánh đường trong toàn đế quốc. Chính ông đã làm gương bằng việc xây cất một thánh đường cho Đức Giáo Hoàng sử dụng. Đây là thủ lãnh và là mẹ các đền thờ trên thế giới. Đức Hồng Y Ferro d'Abbiano đã viết cho các Đức Hồng Y: đền thờ Laterano mang danh Chúa Cứu Thế. Là đứng đầu các tuyển nhân nên cũng có thể nói là mẹ, là thủ lãnh và là tuyệt đỉnh của mọi đền thờ trên thế gian. Đằng khác, Ngài gọi đền thờ này là đền thờ trên mọi đền thờ, là nơi thánh trên các nơi thánh. Khi xây cất, Hoàng đế Constantinople đã trang hoàng đền thờ bằng nhiều bình quý và những vật trang sức đắt tiền để cử hành các mầu nhiệm thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Sylvester đã cung hiến đền thờ trong một lễ nghi sang trọng, sầm uất. Đồng thời, Ngài cũng truyền chỉ được dâng thánh lễ trên bàn thờ bằng đá. Khắp nơi cử hành việc kỷ niệm cung hiến đền thờ Chúa Cứu Thế vào ngày 9 tháng 11. Trích theo vết chân người của Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy.